Tuyên Quang bắt giữ đối tượng sát hại người do mâu thuẫn bộc phát. Sau khi bị bắt, đối tượng Lê Văn Thái đã thừa nhận hành vi giết người là do mâu thuẫn cá nhân bộc phát. Ngày 11 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Phai Khằng, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang xảy ra vào ngày 10 tháng 8. Trước đó, vào 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, Công an xã Đà Vị nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại thôn Phai Khằng, xã Đà Vị. Nạn nhân là anh Trần Văn Mờ, sinh năm 1993, trú tại thôn Phai Khằng. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đà Vị đã báo cáo Công an huyện Na Hang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, khẩn trương truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an bước đầu xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Thái, sinh năm 1995, trú tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, đang bỏ trốn ra khỏi địa bàn trên xe ô tô. Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, cơ quan Công an đã xác minh được phương tiện di chuyển của đối tượng, đồng thời triển khai lực lượng tổ chức vây bắt thành công đối tượng Thái tại km 20 quốc lộ 2C hướng Na Hang đi thành phố Tuyên Quang. Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Lê Văn Thái đã thừa nhận hành vi giết người do mâu thuẫn cá nhân bộc phát. Vụ án sau đó đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.